lẩu kim chi tôm càng lùng ha phở wo. Hôm nay mình sẽ thu hoạch dao muống để làm lẩu muống nó mập to mà bự. Cảm nhận lan chặt choi đồ phở wo. We pick up the this one and go inside to make the hot pot. Nó to lắm rồi các bạn ơi. Còn bật thêm. Nó để chín chứ hồi giọt hơi xịt quá. Cọng dao muống này nó dài mà nó xiên qua bên kia luôn. Dài quá này. Quá dài luôn các bạn ơi. Hôm nay mình thu hoạch được bao nhiêu dao muống để làm lẩu ha. Cảm nhận ơi, chuyển lùng ha phở wo, lẩu kim chi tôm hồng, lobster. Lobster hot pot. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hôm nay Duyên làm món lẩu kim chi tôm hồng. Cảm nhận chỉnh lùng ha phở wo. Today I make an lobster hot pot. Mà cảm nhận dầu đi xịt liệu lên chọn hay à. Choi tàu phù xin thầu cơn dọn chung phan khẽ dầu gì tàu phù sam chặt lùng ha. Hôm nay mình có 3 con tôm càng, tàu hũ, đậu hũ, gừng, tỏi, 1 kg mực ống, tàu hũ nha. Mình có cái lẩu kim chi, mình thử nấu có ngon hay không. Có thể dẫu đi có thể chỉnh phở wo, tỉ lượng đi sủi, mấy dẻ mì tụ tôi không xảy ca, hồi dẫu xài mì tụ. Ở đây nó nói là cái lẩu kim chi này là khỏi có cần bỏ gia vị gì hết, chỉ có bỏ là 2 lít nước thôi. Còn nếu mà mình cảm giác cay hay là mặn ngọt rồi mình tự mình gia giảm cái khẩu vị của gia đình nhé. I have three lobster today, so I have tofu and vegetable and spring tomato, onion, ginger, garlic, so yeah, I cook Korean hot pot. Alright. Bây giờ mình thử mở cái này coi có làm sao. Nói hoài hỏi hoài mình xảy thủy thiều mì cơ, lấy tàu dầu thiều mì à. Như vậy thử một cái nó cay không ha, chắc cay lắm mà ớt à. Hủ lạc, hủ hàm, mặn quá. Tụi mình sơ chế thêm nước ha. Hầm xương và núng ở đây có 2 lít nước rồi. Hầm chối quách thon thùng đi chủ cua là ngõ tiền có thể ca đi đi xỉu xỉu rồi hơi mặn mà cay. Mình cũng gia giảm gia vị ha. Chế ra đây ha, hay lắm à. Hòn cọt kim chi phở wo, bể xin thầu bể chung thầu bao vô quạt xin khoan hơn rồi bay đi sủi rồi hơi ha. Mình sẽ phi lại cái nước sốt nó thì á vô à bao khoan hơn hồi cái đi sốt xỉ đó cũng bể xin thầu cá lịch tỏi xả hương mạo lemon grab thơm rồi bắt đầu mình bỏ hết này vô ha, nó mặn lắm đó các bạn ơi. Khắp nước ra chế vô chắc khúc thiên tuổi quanh khắp qua rồi. Cái bịch này nó nói nó không có cần bỏ gia vị, chỉ có 2 lít nước nhưng mà nó mặn quá mình thêm nước hay là mình bỏ đường bỏ gia vị khẩu vị của mình nha các bạn. Hơi tỏn quà lý bao vậy lấy mình tẩy và tỉ ra thiều mì liễu kìa có coi lấy hơi hàm lạc kịp ký cá cái hẩu mì ký cá thì có con mì tù. Bây giờ cái nước hầm này mình đã nấu cái thon cu chỏ là nó mình tỉ chân sủi nó tỉ yêu thon ha. Nó mình bỏ vô tôm càng vô luôn các bạn ơi, phải bỏ vô luôn ha. Không chín nó mình cái gạch đó là màu xanh nha. Xin mời cả nhà ăn lẩu tôm hồng cùng gia đình Liên nhé. Giỏi. Ông cảnh nhiều lắm. Dạ. Các tôi đi lại xịt mấy à các tôi đi. Đó mấy bé sẽ mì đấy. Dumplings. 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 And rice, right? Not rice. Oh. This looks so good, Mom. Thank you for making all this. Yeah. You don't want squid? You want tofu, right? She loves tofu. Tofu. Đó. Mom, good job. That's really nice. Để vô tay hạ tay thôi. I've never seen this style, but I guess that's a user style, right? Yeah. Chắc là chắc không tôi. Nhập vì nhiều dấu ông thôi, lưỡi đổi ông thôi, lưỡi lẽ rồi. Tính mời cả nhà. Bây giờ đó, đem ra để nguội cho tụi nó ăn. Giờ, chị đi hỏi gì xịt mấy lỏ đi. Đó, ok, chả, no problem. Ở mắt tập khổ sai số liệu đó. No problem. Yeah, phải ông thôi rồi. Mấy đồ chuồng dậu à, thẳng xịt chở tí xin á. Nãy đi phẳng bắt chở lại phẳng. Ooh, there's noodle, Catherine. You want some noodle? Yeah, get some noodles. Yeah, now the bell, you call her. Okay. Nah.
Bây giờ tung xin nó kêu sẽ có đi xin ngăn hộp. Yeah. Máy soi tắt chỗ là phải. Nóng quá rồi, soi quá. Xin mời cả nhà. I'm excited. Cá có đi soi lọt đi tủ ở lưỡi, cá đi tủ ở lưỡi. Nè, cá chắc biết rồi xin nó. Yeah. No, you gotta try it. It's a squid. Yeah. Mm. Sao mà cả nhà? I'm here. Ngon quá cả nhà ơi. Lính màn phỏ chảy khỏi gì? Đây, thật chứ là chơi màn. Chơi màn. I can just close it, you want to close it? You can see my mask. Go plywood. Make the plywood, the tablet. Okay. Okay. But ask Frank to make it. Don't ask yeah, him. Yeah. Do not ask. Mm-hmm. Yeah. Ngon quá cả nhà ơi. Bữa nào các bạn ở nhà làm thử ăn coi. Nhưng mà tự mình làm gia vị gì mình làm đi. Không có cần theo lẩu kim chi, lẩu thái gì hết trơn. Oh, sick guy Chang. Yeah, it's very good. It's delicious. Mình nêm nếm nó ngọt ngọt chút xíu, đừng có mặn quá. Mặn quá ăn rồi uống nước kìa. Nhiều đồ ăn quá. Qua hủ lạc để rồi, đi rồi, không phu. Dù hay sịt bảo chứ là trùng dấu sầu xí xô xì ở dập biển. Ok. No. Còn xô xì nữa, một mâm xô xì đó các bạn. Lỗi cái này hai lưỡi xìm xịt xin. No, it's enough, it's enough. Quá lắc kiểu quá rồi kìa. Mom, what kind of noodles are these? Oh, yeah, it's good. Yeah. Hey, Mom, what noodles are these? I don't know. Okay. Yeah. Chinese? Homemade Chinese noodles. Oh, wheat noodles, thin wheat noodles. I recommend. Ngon quá cả nhà ơi. For the speakers, for the English speakers, this is a Korean hot pot style. I don't know where my mom made this up, but it's delicious. I've never seen a hot pot created in a tray like this, but I would recommend you trying it out once. This was very creative. So good job, Mom. Thank you. Lobster is delicious, very, very sweet, a little spicy, but very, very good. Oh, it's not spicy at all. I love spicy stuff, so it's great. Yeah, but what's spicy to me is not spicy to you. Yeah, I have a high tolerance, so ignore what I say. So yes, this is it's Korean style hot pot. I like this. This is smart in a way, you know? Because the round pack, we can fit the lobster. Oh, but this tray that you know in my Yeah. Nó là biến chuyển nó chảy ra thịt quải ngà. Nãy rồi à, cao chuyển. Cái cao chuyển chuyển tắt tí tí à? Chuyển tắt à. Oh, yeah, I guess so. Thì chuyển chắc biến rồi, tạm hóa. Yeah, cái lồng hát cái hộp mày ngàn cái gì, cái hải á. Yeah, when you eat lobster, all the make your hand. Yeah. Chừng nào mình ăn tôm hồng á, các bạn nguyên cái bàn tay của mình dơ lắm á. Liên đeo bao tay á, con mình á không chịu mình đeo bao tay ăn đồ. Ha, ngồi tay sẩu thu à, xây lũ một chút nha, tay sẩu thu xịt dẹ, thảm cho sẩu à. This is so yummy. Say that one more time, Catherine. This is so yummy. You like it? She's also very picky. She doesn't like a lot of food, so if she says it's yummy, that's a big deal. That is a big deal. Yeah. Nó tới giờ không thích ăn đồ nhiều lắm, cũng ngại nó nói nhám mì à. Would you like more noodles, Catherine? Or tofu? Or dumpling? Oh, you're full, aren't you? Cái đồ này dọn rồi mình ha. Sẽ có đi phần xin đi phần như xin phát giải cho mình. I'll explain later. It's okay. We have a second lobster. You sure? Yeah.
40 là bao nhiêu tiền ạ? À, 20 đồng thôi, ở Việt Nam ăn thì là một bát, nhưng không có lồng hà. So my mother said in Vietnam you could get all of this for $20. Yeah, one lobster only. Yeah, yeah, one lobster. Well, only one lobster, not three. One so lobster how much? And some food, yeah. So mom, how much is three lobsters like this? How much is it? Three lobster, I think they 40. One pack they just make one like this. One for around $7 or $8. Oh. Yeah. So maybe like $35 for this whole thing, maybe, right? Yeah. It's good. Yeah. That is way affordable. More affordable than here. In America this would be over $120 easily. Ở Việt Nam mình ăn á, một mâm vậy hình như là 300 mấy 400 ngàn, có một con tôm cạn hải sản. Cảm ơn các bạn xem video của Liên. Bây giờ mình gia đình mình ăn xong rồi, phải dọn dẹp. Nếu các bạn thấy gia đình vui vẻ, xin nhấn like và chia sẻ ủng hộ Liên ha. Ngõ tì dĩ kiến hầy xịt nhìn là to trẻ tài ca sâu thảy. Bác lình si hạ chỉnh giác tham bỉ ở ca thình dành xịt kỹ hữu. Thank you watching the video. If you like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Bye.